Vâng, xin chào anh chị quý khách hàng. Hôm nay em lại về một dòng sản phẩm mới, đó là Hyundai Santa Fe bản Premium, máy dầu full nha. Bản này là bản cao cấp nhất của Santa Fe. Xe mới của nó là anh chủ xe bảo là mua xong xuôi là 1 tỷ 3 mấy, gần 1 tỷ 4. Thì con này em bán 1 tỷ 1 80 thôi. Anh chị nào quan tâm ghé bên em, xe này đăng ký tháng 12/20, sản xuất 20 luôn. Máy dầu bản full, vô đồ chơi rất là nhiều, vô full đồ chơi. Và option xe này thì đỉnh nhất trong phân khúc nha anh chị. Máy dầu thì cực kỳ tiết kiệm rồi. Thì em quay sơ lược bên ngoài, thì giờ sẽ tới phần chi tiết và phần nội thất cho anh chị xem và tham khảo. Xe thì nó mới, rất là mới, sơn lên chăm chăm nha. Cái này là ốp carbon, nhựa carbon rất là đẹp. Đây giả carbon nha, chứ không phải là carbon fiber xịn, nhưng mà cũng rất là tinh tế. Đỡ hơn là nhựa nhám, rất là xấu. Đó, xe là lốp nè, còn mới tinh nè. Lốp mâm mới cấu cạnh luôn, xe là không một vết xước nhỏ nha. Phần chi tiết nội thất. Nội thất thiết kế rất là đẹp, với tông màu hai màu đen và đỏ, rất là sang trọng. Có cả vân gỗ nè, vân gỗ rất là đẹp nha. Như ghế vị trí nè, đập gương nè, lên xuống và nốt thêm mấy cái này chi tiết. Và cái khối 3D của cửa cũng rất là đẹp, nhất là cái bộ lót sàn rất ưng ý nha. Bộ lót sàn Kata đây của Nhật Thái rất là mắc. Xe cao tiền nên chủ xe cũng biết cách chơi đồ rất là xịn sò. Ghế chìm điện nè, mười mấy hướng. Đó, ghế da hai màu, bản full mới hai màu nha anh chị. Cái này nó có bản Premium nữa, cái hai màu. Chứ còn mà bản thường thì nó ghế một màu thôi. Và trần là trần da lộn nha anh chị. Đây là trần da lộn, túi khí quanh xe. Cái này hai cầu này, phóng đi xa này, cốp điện này, cảnh báo lùi này, tấm chân tấm trượt này. Màn hình cũng rất là đẹp, các nút miết rồi. Đây lại số vô lăng, chức năng quá nhiều. Phanh điện tử, hỗ trợ auto hút. Đây em cũng chưa đành cái này đâu. Đây là sưởi ghế, đây là quạt ghế, sưởi ghế, sưởi vô lăng full, điều chỉnh tự động thông minh hết. Dàn lục bấm rất là đẹp. Mấy cái đây cũng bị nhựa lông chưa lột. Đó, xe thì mới kinh khủng khiếp. Đây lục bấm đó. Đây. Hai hai mươi mới tinh. Nội thất cửa sổ full toàn cảnh panorama. Đây có rèm, rèm kính. Máy dầu rất êm nè. Em thì mới mua cái CRV mới đây nè. Đó, bản full luôn. Nhưng mà nó thật sự do em làm Honda nên bắt buộc em phải mua Honda thôi nha. Em vẫn thích cái Santa Fe bản full hắc chắc, máy dầu này đó. Từ lâu, tuy là máy dầu thôi, nhưng mà về chạy bốc và mã luôn, máy xăng chịu không nổi đó. Đó là đảm bảo cái hay của Santa Fe. Cái này 7 chỗ nha. Mở ghế lên là được. Đây ngồi mở ghế bằng điện luôn. Có cửa gió xong. Cốp điện luôn nha anh chị. Xe thì rin chăm chăm rồi. Đây thì em bao rồi. Mâm mới tinh luôn. Ghế có cái nút ấn để vào ghế sau rất hay, tự trượt luôn. Đó, bước vô rất là thoải mái. Đây thì mới không thể tả nổi luôn. Em thì thích những cái xe mới, xe độc, chấp nhận mua giá cực kỳ cao, bán lời ít cũng được, nhưng mà đưa tới những sản phẩm đẹp và tốt cho khách hàng đó là một cái niềm mong muốn của và định hướng của ban lãnh đạo công ty em. Ghế trên điện hết, sổ sách bảo hành là đầy đủ hết nha anh chị, tất cả là đầy đủ hết, định bảo dưỡng bảo điểm thân vỏ rồi không thiếu thứ gì hết. Đó, rất là mới.
khu công nghiệp. Trong tình trạng hoàn hảo hết nha anh chị, trong tình trạng cực kỳ hoàn hảo. Thì như xe này thì quá chi là đặc biệt rồi, không thể nào bàn cãi đâu. Thì anh chị nào quan tâm thì ghé bên em nha, 276 Nguyễn Thanh, ô tô toàn Trung, địa chỉ rất là quen thuộc đối với các khách hàng mua ô tô cũ ở Gia Lai. Và đang nhân đây mình xin gửi gắm anh chị nào mà có xe lướt tại mọi tỉnh thành, em đều tới tận nơi và mua được. Như xe này em mua Bình Dương này, cho hình, gửi hình ảnh và em sẽ định giá xong rồi em sẽ đi. Nếu hợp lý thì em sẽ đi, đi ngay. Rất mong anh chị nào có biết thông tin bán xe thì giúp đỡ bên em. Em sẽ cam kết là gửi hoa hồng và mua giá cao cho anh chị. Rồi, em xin cảm ơn anh chị đã xem video và em xin kết thúc video tại đây. Tạm biệt và hẹn gặp lại anh chị tại cửa hàng.